Xin chào các bạn đang xem video trên kênh của mình. Hôm nay là ngày 29 tháng 5. Mình tiếp tục lên video mới. Các sản phẩm dao của mình thì hầu hết là các hàng dao bãi đã qua sử dụng. Một số cây thì xài lướt. Mình đã vệ sinh và mài sắc bén dao như dao mới. Mình nhấn mạnh kênh của mình thì các sản phẩm dao trước khi mang lên giới thiệu thì đều đã mài sắc bén như mới. Giá bán thì chưa bao gồm phí ship. Kích thước và giá bán thì mình sẽ báo cụ thể trên video và mình sẽ test độ sắc bén. Các bạn mua hàng thì được kiểm tra xem hàng trước cũng như là test sản phẩm trước khi nhận hàng. Nếu sản phẩm không chuẩn như mình giới thiệu hay là có sự nhầm lẫn thì các bạn có thể từ chối nhận hàng và không phải trả phí ship quay đầu. Mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068 323 và đặt cọc trước cho mình 50.000, bên mình mới gửi đơn. Bên mình không ship COD 100%. Cọc 50.000 là trách nhiệm của người mua với người bán. Trường hợp các bạn không nhận xem hàng, các bạn chốt cho vui thì bên mình sẽ mất cái phí ship đi và ship về. Rồi, mình xin đi vào chi tiết sản phẩm hôm nay. Hôm nay thì có một số dao thái bản lớn này, vừa thái vừa chặt này. Đề ba Nakiri, một cái bào gỗ còn mới tinh, mới nguyên. Mình đi vào chi tiết. Hôm nay là mã video là mã 23. 23 gạch 1 là một cây dao đi rừng. Cây dao này là lưỡi cân, dùng cho cả tay trái và tay phải. Đây là thép nguyên khối. Cái đường lõi của nó ở giữa đây, đường nhiệt luyện ở giữa nó có rất nhiều cái đường vân. Con này cầm khá đậm tay, và đặc biệt cái cán dao, một cái loại gỗ rất là chắc, cán còn rất là đẹp. Cái dòng gỗ này cầm rất là cứng cáp. Chiều dài lưỡi là 13.5. Bản rộng là, phần rộng nhất là được 7.2, 7.3. Độ dày, cái dao có độ dày là 8.5 ly. Giá bán là 320.000 đồng. Hai đinh chốt còn rất chắc chắn. Hai ba gạch hai là một cây bào gỗ. Cây này còn mới nguyên, chưa sử dụng. Có vẻ là chưa sử dụng. Cái lớp ram trên cái thân bào này còn nguyên và cái gỗ, đây là một loại gỗ rất là cứng chắc. Gỗ này thường dùng làm ốp cán dao, tuyệt vời. Một cây bào hoàn toàn như mới, check mark. Tổng chiều dài là được 26. Bản rộng là 7.5. Độ dày là 3.5. Mình bán là 200.000 đồng. Mình cũng muốn sưu tầm, tuy nhiên thực ra là mình không sử dụng mấy. Cái này thì dành cho những anh em sưu tầm hoặc là làm đồ gỗ. Mình đã thử rồi. Hiện tại bây giờ không có cái gỗ để mình test trên video, nhưng mà đẩy bám lên phôi rất là mỏng. 200.000 đồng. Hai mươi ba gạch ba, một cây Nakiri, thép carbon, 3 lớp thép. Lõi cái dao mình mài tách vân với đá cromit mịn là 3.000. Thì mình nhấn mạnh với các bạn, những cái dòng Nakiri là tuyệt đối không dùng băm chặt và chỉ dùng để thái thôi. Và cái sử dụng những cây dao này ấy, thì nó có một cái sự khác biệt so với những cây dao các bạn thường dùng là dao Việt Nam. Mình quen cái dáng dao Việt Nam là những cái dòng dao này các bạn thái hết sức là nhẹ, thái như vật, những đồ vật mềm vừa phải. Người Nhật họ thái rất là, tức là họ sử dụng dao một cách rất là khoa học mà đúng chức năng. Nhiều khi mình dùng những cây dao lưỡi mỏng như vậy mà mình bập trên thớt để chặt thịt ấy, thì nó cũng không có đảm bảo sự an toàn cho dao, nó sẽ dẫn đến là mẻ nhăm lưỡi. Họ chỉ thái
miết. Để cho mình chia sẻ với các bạn cách sử dụng như vậy. Nhiều bạn dùng những cây nakiri về để chặt thịt thì, hoặc là các bạn lách xương, hoặc là các bạn có hỏi mình có chặt thịt gà được không, thì cái đấy là các bạn đã sử dụng sai mục đích rồi. Các bạn chưa hiểu rõ về cái công năng của nó. Lưỡi cây dao rất là mỏng. Cái này thì không có chữ, cho nên giá bán mình sẽ bán nó dễ tiếp cận hơn một chút. Chiều dài lưỡi là 16.7, bản rộng là 5.5, độ dày sắt cán cái này là 3.5 ly, gần 4 ly, mình bán là 250.000 đồng. Nó không có chữ, nó không đóng thương hiệu chữ là gì, là thương hiệu dao gì. Chỉ dùng để thái, đẹp tuyệt vời. 23-4, một cây nakiri, cái này là thép carbon nguyên khối. Đây là cái đường nhiệt luyện của thép, tức là họ nung đến nhiệt độ xác định của họ rồi họ nhúng nước ở đến đây. Mặc dù vậy thì cái phần thép không được nhúng nước này, cái độ cứng của nó rất là cứng. Những cây thép nguyên khối thì thường nó cứng hơn so với những cây ba lớp. Đấy là cái kinh nghiệm của mình nhận thấy ở những cái dòng dao của Nhật. Chiều dài lưỡi là 16.7, bản rộng là 5.1, độ dày đều, độ dày là 2 ly, cán dao còn rất là đẹp chắc. Giá bán là 200.000 đồng. Cái này cũng chỉ dùng để thái. Thường những cây thép nguyên khối sẽ cứng hơn so với những cây ba lớp. Những dòng này có gì? Nó dỉ như những cái dòng dao Việt Nam mình thường là đánh từ rèn, từ nhíp xe này, vòng bi này, hay là lò xo. 23-5 cũng là một cây nakiri ba lớp thép. Cái này thì có chữ và còn lớp ram ở phía trên đây thì nó có bị bay cái lớp ram. Cái này dù là 3 lớp nhưng mà nó cũng có độ cứng rất là ok. Mình đã kết nối keo hai thành phần sau khi tháo vệ sinh từ trong ra. Bởi vì nếu không vệ sinh cẩn thận thì nó sẽ khi tiếp xúc với nước thì nó sẽ ngấm nước vào trong này. Nó sẽ chảy cái nước rỉ ra rất là mất vệ sinh. Chiều dài lưỡi là 16.5, bản rộng là 5.3, độ dày sắt cán là hơn 3 ly. Về mũi là 1.5 ly, cái này cầm khá là đầm tay. Cũng chỉ dùng để thái. Giá bán là 300.000 đồng. Không dùng, băm chặt. 23-6, một cây Usuba, lưỡi được làm thiết kế dùng cho tay phải, cán gỗ khâu bằng thau. Cái đây có mộc diện và cái này thì cái phần cán của nó đây là có chữ là 58. Chiều dài lưỡi là được 16.2, bản rộng là 4. Một cây rèn thủ công, nó dày thì trong, với độ dày là 3.5 ly. Về mũi là còn gần 2 ly, giá bán là 280.000 đồng. Lớp ốp của nó là lớp ốp bằng nhiều lớp thép. Cực kỳ sắc bén. Mình thường mài với độ mép của nó là cái góc hạ mép nó khá là rộng. Thì nó có một cái ưu điểm là nó sẽ có độ bén rất là lâu. Và thép của Nhật thì cái độ giữ bén của nó cũng rất là cao. Một cái ưu điểm nữa là các bạn sẽ dễ mài sắc lại trong quá trình sử dụng. Một cây Usuba, hai lớp thép. Lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Cái này cán dao còn như mới. Thép carbon có gì? Độ kháng rỉ cao.
Con này gần giống như cái giám sao bài của Việt Nam mình. Tuy nhiên lưỡi nó hoàn toàn thiết kế cho tay phải. Lõi cái này rất là rộng. Chiều dài lưỡi là 13.9. Bản rộng là 3.8. Độ dày đều. Độ dày là gần 3 ly. Giá bán là 150.000 đồng. Cái này cán và khâu hình chữ D. Nguyên cái cán này cũng đáng 150.000 đồng. .23-8, một cây Nakiri. Cái này là thép carbon nguyên khối. Mặc dù nguyên khối nhưng họ vẫn thiết kế là dày thì trong và hơi thuôn dần về mũi này. Đây là đường nhiệt luyện của thép nguyên khối này. Đường nhiệt luyện của nó làm cho cái phần được tui nó rất là rộng. Cái này có độ kháng rỉ nhẹ. Khi các bạn dùng những cây thép carbon thì các bạn không bảo quản, nó cần kỹ hơn một chút. Chiều dài lưỡi là 16.3. Bản rộng là 5.2. Độ dày. Dày sắt cán là 2.5 ly. Về mũi là còn 1.5 ly. Những cây này dùng bảo quản thì dùng xong rửa sạch lau khô. Nếu mà có tinh dầu các bạn bảo quản nữa thì càng tốt. Nó đảm bảo là dao nó không bị rỉ nhiều. Các dòng dao của Việt Nam ta cũng vậy. Cắt thì cực ngọt, nhẹ như nước. Cái này nếu các bạn dùng thái thực phẩm thường xuyên ấy, thì các bạn dùng cái này thì rất là ok. Bởi vì nó sẽ có một cái lớp mỡ nó bám lên bề mặt này, thành một cái lớp kháng rỉ tự nhiên rất là hay. Giá bán là 200.000 đồng. 23-9. Một cây Nakiri thép carbon 3 lớp thép. Đường Hamon lưỡi lẫn sóng đẹp tuyệt vời. Cái này ở trong cán này khá là dày và mỏng dần về mũi, đặc điểm của một cái hàng rèn thủ công được mài với đá với độ mịn 3.000. Chiều dài lưỡi là 16.7, bản rộng là 4.6. Độ dày là hơn 5 ly, về mũi còn hơn 1 ly. Cái thương hiệu của nó chữ khắc thủ công, cán còn tem. Giá bán là 280.000 đồng. Những cây này các bạn chỉ dùng để thái nhé. Mình luôn nhấn mạnh không dùng để băm chặt đâu. Và thái là thái những đồ nhẹ. Ví dụ như thịt các bạn cũng lọc ra hoàn toàn phần thịt thôi. Người Nhật họ sẽ không dùng băm chặt. Họ sẽ lọc những cái phần thịt riêng, lọc xương riêng rồi họ thái. Họ thái theo cái cách mà mình sử dụng dao nó làm sao cho nó đảm bảo độ sắc bén này, đảm bảo cái công năng của nó này, nhưng vẫn giữ được cái an toàn cho dao. .23-10, một cây Santoku. Cái này là sử dụng thép Thụy Điển. Thép kháng rỉ. Bề mặt cái này như là ốp Narcissi, khá là thẩm mỹ. Cái này là thép nguyên khối. Thì cái phần cán của nó được thiết kế như vậy. Đây là mình hôm rồi là mình xử lý bằng keo hai thành phần lên cái bề mặt này. Mình quên chưa vệ sinh cái phần keo thành phần ở sau này, xử lý rất là nhanh. Những cái ưu nhược điểm của mỗi cây dao mình đều có nhấn mạnh cụ thể. Khâu là kim loại thép không rỉ, thép Thụy Điển. Độ bén tương đương với thép dây xanh. Santoku, cái dáng của nó rất là phổ thông. Công năng khá là rộng. Thái, lọc, luồn lách rất là ok. Chiều dài lưỡi là 16.8. Bản rộng là 4.2. Dày sắt cán là hơn 2 ly. Về mũi là còn gần 2 ly, giá bán là 280.000 đồng. Một cây Santoku rất là đẹp. 23-11. Một cây Santoku 3 lớp thép. Lõi là thép carbon.
thép carbon lên đến sống dao này và ốp không gỉ. Cái thép carbon thì nó có gỉ và người ta khắc phục cái nhược điểm của nó là sẽ ốp không gỉ hai bên, chỉ sử dụng nguyên cái hở nguyên phần lõi carbon thôi để sử dụng cái lõi đó. Như vậy là khắc phục được cái nhược điểm không gỉ và vẫn sử dụng được cái ưu điểm sắc bén của thép carbon ở phần lõi này. Giá bán là 250.000 đồng. Chiều dài lưỡi là 17.8, bản rộng là 4.1, độ dày gần 2 ly, 250.000 đồng. 23-12 là một cây Nakiri, cây này của thương hiệu Hirotomo, lõi kháng gỉ rất là cao và ốp không gỉ, bề mặt dao còn hoàn toàn như mới, cán dao đẹp tuyệt vời. Nó có hơi bị nhăm một chút đây và mình đã xử lý, còn rất là ok. Hirotomo là một cái thương hiệu rất là được nhiều người người ta sử dụng. Và cái giá trị của những cây dao của hãng Hirotomo cũng rất là cao. Lõi dao. Cái này có một cái nhược điểm là nó có một vết đứt nhẹ ở đây. Tay tải ngón tay này của mình, một vết nứt rất là nhẹ. Mình không xử lý triệt để bởi vì nó không có ảnh hưởng một chút nào tới cái công năng cắt thái của nó. Mình sẽ test cho các bạn xem đây. Nó bị rất là nhẹ. Nếu mà bây giờ xử lý đi ấy, thì nó sẽ rất là lãng phí cái lớp lõi này. Mà khi mình để mình thái nó cũng không có bị nhiều. Nói chung là nó bị nứt thì nó sẽ có một chút, tuy nhiên thì nó không đáng kể để các bạn để mình xử lý. Thế nên mình bán cái này với giá là 320.000 đồng. Nó bị nứt vào tầm hơn 2 ly một chút. Đây. Giá bán là 320.000 đồng. 23-13, một cây dao 3 lớp thép, cây Ghiuto, lõi là thép không gỉ và ốp cũng không gỉ. Cái này sử dụng thì cái khâu bảo quản nó không có cực như cái dòng thép carbon. Cán dao rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Cán còn liền lạc, không có bị hở. Khâu liền. Chiều dài lưỡi là 20. Bản rộng là 3.6, gần 3.7. Độ dày đều. Độ dày là gần 2 ly. Cán gỗ, 3 đinh chốt. Giá bán là 350.000 đồng. Mình luôn đề cao những cái sản phẩm dao của mình. Trước khi mang giới thiệu, mình đều lấy lại độ sắc bén tối đa. Các bạn mua về chỉ việc sử dụng, không có phải mài thêm gì đâu. Giá bán là 350.000 đồng. 23-14 cũng là một cây dao Ghiuto, cây này của thương hiệu Kai, sử dụng lõi thép không gỉ, ốp không gỉ. Lõi lợn sóng rất là đẹp. Cây dao còn hoàn toàn như mới, cả về kích thước. Cái phần kim loại nằm trong cán này, nó dày hơn so với phần kim loại ở thân dao. Cán dao thì một cái dòng gỗ cao cấp, không có bị nứt bể. Chiều dài lưỡi là 18.3, bản rộng sắt cán là 4.3, độ dày đều, độ dày là 2 ly. Giá bán là 480.000 đồng. Cái này là của thương hiệu Kai. Các bạn nào mua cái mã sản phẩm này về thì các bạn nhìn kỹ một chút. Còn trong quá trình mình vệ sinh nó hơi mờ đi. Dùng lóc thái rất là tuyệt vời. Ấn tượng về cái Harmon của nó đẹp. Lõi không gì. 23-15,
một cây ghi ô tô, cái này là nguyên khối thép không gỉ, cây cút stainless steel. Tình trạng cái dao, thân dao còn tương đối là phải đến 90%, rất là ok. Đây là cái lớp nhựa ốp sát hai bên, không phải là keo hai thành phần của mình, đây là lớp ốp hai bên của cái thân nhựa này, khâu của nó bằng nhựa. Chiều dài lưỡi là 18.5, bản rộng là 4.2, độ dày gần 2 ly, giá bán là 200.000 đồng. /16 là một cây Santoku, 3 lớp thép, lõi là kháng gỉ rất là cao, có thể coi là không gỉ, và ốp là không gỉ. Lớp ốp không gỉ còn hoàn toàn như mới. Nó có một độ mỏng dần về mũi này. Cái này chữ khắc hoàn toàn thủ công. Cái phần cán của nó ở phía dưới có bị nứt nhẹ. Tuy nhiên nó được thiết kế bằng 3 chốt phần kim loại ăn ra phía đằng sau này, cho nên là đảm bảo cái cán dao này cũng rất là bền chắc. Chiều dài lưỡi là 16.2, bản rộng là 4.2, độ dày là 2 ly, giá bán là 250.000 đồng. Cực kỳ sắc ngọt. Các bạn mua sản phẩm dao, các sản phẩm dao của mình về chỉ việc sử dụng, và khi các bạn trong quá trình sử dụng các bạn mài lấy lại độ sắc cũng rất là dễ dàng, bởi vì mình hạ mép dao rất là rộng. 23/17, một cây đè ba sử dụng thép nguyên khối, lưỡi dao được làm thiết kế dùng cho tay phải, thép có độ kháng gỉ cao, cán dao còn nguyên tem mát của nhà sản xuất, thân dao có mộc diện. Chiều dài lưỡi là 15.5, bản rộng là 4.9, độ dày đều, độ dày là 4 ly, giá bán là 230.000 đồng. Đề ba thì dùng mổ cá, lọc xương cá và xử lý cắt xương rất là ok. 23/18 cũng là một cây đề ba thép carbon, hai lớp thép, lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Cái lớp ốp này là một cái hi hữu là mình trong quá trình mình mài xong thì khả năng là mình chưa có lau kỹ nước, đang bị ám gì một chút. Thép carbon thì là có gì. Cán gỗ khâu bằng kim loại thép không gì, được kết nối bằng keo hai thành phần sau khi vệ sinh. Tang cán của nó rất là sâu. Chiều dài lưỡi là 14.7, bản rộng sát cán là 4.7, độ dày sát cán cái này là 8 ly, giá bán là 250.000 đồng. /19, một cây Santoku, hàng rèn thủ công, 3 lớp thép, dày từ trong, mỏng dần về mũi, lõi dao được tách vân với độ mịn 3000, chữ khắc thủ công. Bề mặt kháng gỉ rất là tốt. Chiều dài lưỡi là 16.5, bản rộng là 4.5,
độ dày sắt cán là 3,5 ly, về mũi là còn 2 ly, giá bán là 300.000 đồng. .23-20 cũng là một cây Santoku, hàng rèn thủ công, 3 lớp thép, bề mặt dao được ốp kháng rỉ, lõi kháng rỉ rất là cao. Chữ khắc rất là đậm sâu, rõ nét, mộc triện. Chiều dài lưỡi là 14.9, bản rộng là 4.3, độ dày sắt cán cái này 3,5 ly, chỉ dùng để thái, lóc và thái rất là ok. Giá bán là 250.000 đồng. 23-21, một cây Santoku, 3 lớp thép, cây này là của Kikuichi, biểu tượng bông hoa cúc, một cái thương hiệu khá là VIP, ấn tượng ở cái lõi dao của nó rất là rộng và có độ kháng rỉ. Bên đây là chữ khắc thủ công, mình không có rõ là họ khắc cái chữ gì ở đây, nhưng có vẻ là sử dụng thép giấy trắng số 1 thì phải. Chữ khắc thủ công của nó thường là hơi khó dịch một chút, nó kiểu như là chữ in của tiếng Việt mình. Thế là khi chúng ta viết chữ, viết tên của chúng ta này, hay chúng ta vẽ này, thì thường thường chúng ta hay viết lấu hoặc là viết hoa, đôi khi nó không, người nước ngoài họ dịch những chữ viết hoa đó, người ta không thể dịch ra được chữ được. Chiều dài lưỡi là 16.7, bản rộng là 4.4, với độ dày là 2 ly, giá bán là 300.000 đồng. Các phần mềm dịch thì nó sẽ không dịch được những cái chữ hoa, chữ viết hoa, nó thường thêm bớt một số nét để cho nó tăng cái độ thẩm mỹ nghệ thuật. .23-22, một cây Santoku, thép carbon, 3 lớp thép, lõi là thép carbon ốp không gỉ và lớp lõi lên đến sống dao, tình trạng bề mặt cây dao còn hoàn toàn như mới, với chữ khắc thủ công rất là đẹp. Cán dao còn liền lạc, không có bị cong vênh. Cơ này dùng thái thì tuyệt vời. Chiều dài lưỡi là 16.5, bản rộng là 4.4, bản rộng sắt cán, với độ dày 2 ly, giá bán là 250.000 đồng. Mình viết lệch mã rồi, cái này là 23-24, không có 23-22, 23. Viết lệch mã. 23-24 là một cây Betty, thép carbon nguyên khối, đây là của thương hiệu gì các bạn, cán gỗ 2 chốt, phần kim loại ăn tới ra phía sau này, cán còn rất là liền lạc chắc chắn. Chiều dài là đồng 12.5, dài lưỡi 12.5, bản rộng là 2.6, độ dày sắt cán cái này là 1,5 ly, giá bán là 150.000 đồng. Cực kỳ sắc bén. Những cái dòng thép của người Nhật họ sử dụng thường những cái dòng thép của nó, độ cứng của nó rất là cao. Họ ít khi họ tận dụng những cái dòng thép, tức là họ có một cái nhà máy sản xuất thép riêng để sử dụng làm phôi, làm dao. Như mình đây, như các thợ rèn thì thường họ cũng tận dụng những cái dòng thép chất lượng cũng tương đối là tốt
như là nhíp xe, vòng bi, lò xo. Cây Betty này có chiều dài lưỡi là 14 này, bản rộng là 2.5 với độ dày là 1.8 chừng 1.8. Thép carbon kháng rỉ cao, cán gỗ hai chốt bằng thau khâu đúc. Cái này là trước là có một bạn nào đấy đã đặt mình giữ lại cây này, tuy nhiên là mình không lâu rồi không thấy bạn ấy phản hồi, nhưng mình không thể còn nhớ là bạn nào. Hôm nay bạn ấy nếu có xem video này thì các bạn thông cảm nhé, mình không giữ hàng lâu được. Giá bán là 200.000 đồng. 23-26, một cây Betty. Cái này là thép không rỉ nguyên khối, thương hiệu của nó hơi mờ một chút, nhưng cái này là của Tojiro. Cán gỗ 3 chốt, chiều dài lưỡi là 14.2, bản rộng là 2.7, độ dày gần 2 ly, cái này mình cũng bán là 200.000 đồng. Một cây đề ba mini, bề mặt tạo nhám như là kiểu vân búa, không phải, đây là họ tạo bằng một cái phương pháp khác trên lớp ốp. Lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải, cái này có rất nhiều chữ khắc, hàng này hàng rất là ok, chữ khắc rất là rõ nét. Cán gỗ khâu nhựa, chiều dài lưỡi là 11.8, bản rộng sắt cán là 4.2, khá là rộng, với độ dày là 3.5 ly, giá bán là 150.000 đồng. Cái này thì các bạn dùng câu cá hoặc các bạn dùng bên lò mổ thực phẩm thì các bạn có thể dùng cái này lóc tuyệt vời luôn. Cái kích thước dáng của một cái santuku dùng lóc rất là ok. 23-28 là một cây đề ba mini, cái này siêu mini, hai lớp thép, đây là đường phân tách giữa lõi và lớp ốp, có chữ hơi mờ. Khá là bé nhỏ, chiều dài lưỡi là 9.8, bản rộng là 3.6, hàng rèn thủ công, độ dày từ trong là 4 ly, hơn 4 ly, về mũi là còn 1.5 ly. Cái này nó hoàn toàn mang một cái dáng dao như dao bầu mini của Việt Nam. Mình bán cái này là 100.000 đồng. Tuy nhiên thì hàng này thì nó sẽ phù hợp nên các bạn dùng lóc hoặc là câu cá thì phù hợp hơn. Hai mươi ba-29 là một cây đề ba, cái này dùng để lóc, thân dao thì còn rất là đẹp với chữ khắc thủ công đậm sâu này, đây là chữ khắc hoàn toàn thủ công, mỗi cái cán dao là hơi xấu một chút là nó bị mòn hai bên và bị chày một chút, mình đã xử lý kết nối bằng keo hai thành phần đảm bảo lấy lại cái độ chắc cho cây dao này, còn cái bề mặt thân dao thì hoàn toàn như mới. Rất là đẹp. Lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Chiều dài lưỡi là 15.2. Bản rộng là 3.8. Độ dày sắt cán cái này 5 ly. Về mũi là còn 3.5 ly. Mình bán với giá là 230.000 đồng do cái cán nó hơi xấu một chút. Cái này có cái cán đẹp thì nó sẽ tầm 280.000 đồng. Các bạn dùng lóc cái này thì tuyệt vời nhé. Lóc và thái mà nó rất là cứng cáp, dáng của một cây đề ba. 23-30, một cây Nakiri, hàng thủ công, ba lớp thép,
có chữ khắc. Lõi dao bên bình mài tách lõi. Lượn sóng rất đẹp, lõi khá là rộng. Chiều dài lưỡi là 16.3, bản rộng là 5.2. Độ dày sát cán cái này 4 ly, về mũi nó còn 1 ly. Cái này chỉ dùng để thái, tuyệt đối không dùng băm chặt. Người Nhật họ sử dụng nó, đây là những cây dao Nhật cho nên mình thường nói là người Nhật sử dụng. Mình không có cái ý gì nó tôn sùng quá. Tuy nhiên thì cái phong cách dao của họ là như vậy. Và các bạn đang xem video của mình là các bạn cũng đang có một cái sự tò mò hoặc là thích sưu tầm dao Nhật. Thì cái phong cách dùng dao của họ làm sao cho nó thật sự là đảm bảo được công năng của nó, được sử dụng tối đa và cũng có một cái độ an toàn nhất định cho dao. Lưỡi dao được thiết kế rất là mỏng, chỉ cần dùng theo thói quen của mình cũ. Dùng dao Việt Nam mình thường cái dao khá là dày, kể cả là dao Thái. Nhiều khi cũng tiện tay chặt gà hay là băm thịt, nó cái đấy là không hợp lý. Giá bán là 300.000 đồng. 23-31, một cây Santoku. Cái này lõi đẹp quá và lõi kháng rỉ rất là cao. Cái này là lõi kháng rỉ và ốp không rỉ với chữ khắc thủ công. Một cái cán dao khá là dài so với cái cán trung bình của những cái dòng dao Nhật. Lớp lõi ở giữa và ốp không rỉ hai bên. Đường Hamon lượn sóng và độ mài, độ mịn rất là cao. Lõi được bên mình hạ mép rất là rộng. Lõi rất là cứng nhé, không có thông số lõi thôi, bởi vì là hàng dao bãi không có giấy tờ đi kèm. Chiều dài lưỡi là 16.6, bản rộng là 4.2 và độ dày gần 2 ly. Mình bán với giá là 300.000 đồng. 23-32 là một cây dao của thương hiệu Kai, sử dụng thép không rỉ nguyên khối. Cán dao tạo chống dính, cầm rất là nhẹ. Chiều dài lưỡi là 18, phần rộng sắt cán là 4.5, độ dày 2 ly, mình bán là 230.000 đồng. Dùng thái cái này thì tuyệt vời. 23-33, một cây Santoku, lõi 3 lớp thép, lõi là thép carbon và ốp không rỉ. Lớp lõi ở giữa, ốp không rỉ hai bên. Chữ khắc và mộc truyện rất là rõ nét. Một cái dòng cán gỗ hồng, dòng gỗ cực kỳ chất lượng, nó không có bị cong vênh nứt bể. Mặc dù là hàng bãi, các bạn nhìn xem, đẹp tuyệt vời, rất là thẩm mỹ. Chiều dài lưỡi là 16.1, bản rộng là 4.4, độ dày là gần 2 ly, mình bán với giá là 280.000 đồng. Cực kỳ mượt. 23-34, một cây đề ba, hai lớp thép, thép carbon hai lớp thép. Cái này là bề mặt có kháng rỉ nhẹ nhé. Thì là cái hàng bãi mà được sáng như vậy là kháng rỉ tốt. Lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Lõi lượn sóng rất đẹp, khá là dày. Chiều dài lưỡi là 15.2, bản rộng là 5, độ dày sắt cán là 7.5 ly. Giá bán là 300.000 đồng. Một cái đề ba còn gần như là mới. Hai mươi ba gạch 35 là một cây đề ba, lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải.
thép kháng gì. Cho nên là cái bề mặt dao còn rất là ok. Bên đây có chữ này. Chữ hơi mờ một chút. Con này chiều dài lưỡi là 16.6. Bản rộng 5. Độ dày sắt cán cái này là 7 ly. Giá bán là 350.000 đồng. Với cái chiều dài lưỡi nó dài hơn một chút, khi chúng ta thái hay là sử dụng nó sẽ thoải mái tay hơn một chút. Đề ba là các bạn lấy lại độ sắc bén trong quá trình sử dụng rất là dễ dàng. 23-36 là một cây đề ba. Hai lớp thép, lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Cái này có chữ khắc hơi mờ một chút của Sakai gì đây. Bề mặt bên đây nó có bị ám gì và bị xử được là mình xử lý vệ sinh trên đẻ. Cái mũi dao thiết kế nguyên bản của nó như vậy. Và cái cây dao này, cái phần cán của nó có một nhược điểm là nó bị nứt, thậm chí là nứt tách. Thì trong quá trình mình vệ sinh, mình đã tháo ra và mình đã xử lý kết nối lại bằng keo hai thành phần, lấy lại cái độ chắc cho cái cán dao này, đảm bảo với các bạn là keo hai thành phần này khi mà các bạn sử dụng ấy, nó có độ cứng tương đương với gỗ. Và người ta thường dùng nó trong cái ngành công nghiệp gỗ để kết nối giữa các thanh gỗ với nhau, cho nên là không có bị lo là bị nứt sau này. Tất cả những ưu nhược điểm mình sẽ nói thật cụ thể chi tiết để các bạn có cái đánh giá một cái sản phẩm và đưa ra quyết định. Cái này mình bán với giá là 250.000 đồng. Chiều dài lưỡi là 15, bản rộng là 4.9, độ dày sắt cán cái này là 7 ly, 250.000 đồng. Này, chữ khắc thủ công của làng rèn Sakai. 23-37, một cây Nakiri, hàng rèn thủ công 3 lớp thép. Cái này có độ kháng rỉ rất là tốt. Với những cái đặc điểm bề mặt và kinh nghiệm thì đây là những cây dao độ kháng rỉ, lớp ốp, lõi của nó thì không xác định. Lõi rất là cứng của làng rèn Sakai. Chữ khắc thủ công. Chiều dài lưỡi là 17.3, bản rộng là 5.2, với độ dày 5 ly, gần 5 ly, về mũi là còn 1 ly, cái này chỉ dùng để thái đồ mềm, tuyệt đối không dùng băm chặt. Cái này rất đáng để các bạn sưu tầm, với chiều dài lưỡi rất là ok, một cây dao rèn thủ công, giá bán là 400.000 đồng. Hai mươi ba 38 là một cây Nakiri, hàng rèn thủ công 3 lớp thép. Lõi cái này khá là cứng và phần sắt cán này rất là dày. Chữ khắc thủ công. Chiều dài lưỡi là 17.7, bản rộng 5, khá là ok. Độ dày sắt cán là hơn 5 ly, về mũi là còn 1 ly. Cái này mình cũng nhấn mạnh là chỉ dùng để thái. Những sản phẩm dao của mình, những cây nào có thể dùng với công năng là chặt thì mình sẽ nhấn mạnh, còn đâu tất cả chỉ dùng để thái. Giá bán là 380.000 đồng. 23-39, một cây Santuku, còn như mới, hoàn toàn như mới. Phần tem cán còn như mới này. Cán gỗ, khâu này là khâu bằng gỗ, không biết khâu bằng gỗ hay khâu bằng sừng đây. Nhìn nó hơi khó phân biệt một chút. Khả năng là sừng.
lớp RAM bề mặt còn như, hoàn toàn như mới, như một cái dao mới đập hộp. Cái này là nó xài lướt, thương hiệu. Chiều dài lưỡi là 16.8, bản rộng là 4.7, độ dày sát cán gần 4 ly, về mũi là 1 ly rưỡi. Phần trên là hơi lơ đỏ màu đồng. Giá bán cái này là 800.000 đồng cho một cây dao xài lướt. Bạn nào thích sưu tầm những cây dao còn mới, gần như là 99% gọi là những hàng xài lướt, thì sưu tầm những cái này rất là đẹp. Bề mặt là hình nan, lớp ốp nan thường là hay được nhận thấy ở những cái dòng ốp lõi thép tây xanh. Tuy nhiên thì nó không có cái thông số cụ thể, cho nên là bên mình không khẳng định được. Kinh nghiệm của mình là như vậy. 23-40, một cây Santoku, 3 lớp thép, lõi là thép DP carbon có gì, kháng gì và ốp không gì. Cán gỗ 3 chốt, phần cán còn rất liền lạc, chắc chắn. Ốp không gì, khâu dao của thép không gì. Chiều dài lưỡi là 16.2, 16.3, bản rộng là 4.4, độ dày gần 2 ly. Cái thương hiệu thì nó hơi, đây là một kiểu viết lóng, loàng hoàng quá. Giá bán là 300.000 đồng, cực kỳ sắc ngọt. .23-41 là một cây dao 3 lớp thép. Cây này là một cái hàng sưu tầm của mình. Tuy nhiên hôm nay cũng bí dao, không có nhiều dao, mình lại cho lên thay một cán mới. Cán cũ của nó là khâu sừng, lớp lõi của nó tuyệt vời. 3 lớp thép, một hàng rèn thủ công. Một cái nhược điểm của nó, nên là mình đã để dùng cây dao này và không bán là vì lý do đó. Mình đang muốn nhấn mạnh cái nhược điểm của nó, một cái nhược điểm rất là nhẹ. Đây là một cái vết nứt ở dọc theo mũi của nó, ăn sâu vào tầm 3 ly. Cây dao này thì cái lớp thép của nó cực kỳ cứng. Có thể như mình cảm nhận thì nó rất là khó. Đương nhiên là như cây này mình dùng thì nó như cái dòng thép lõi của nó như là ZDP, cực kỳ cứng, cứng hơn cả những cây thép dây xanh mà mình vẫn thường dùng. Rồi, cái này mình chỉ giới thiệu sơ như vậy thôi, bởi vì nó cái chữ của nó rất là mờ. Mình cũng dùng khá là lâu rồi. Chiều dài lưỡi là 15.4, bản rộng là 4.1, bản rộng sắt cán. Với độ dày sắt cán cái này 4 ly, về mũi là còn 2 ly. Mình bán là 500.000 đồng. Cán đây là cán gỗ sồi Nga. 23-42 là một cây Usuba 2 lớp thép. Tổng thể cây Usuba này rất là đẹp, hoàn toàn như mới. Cán dao và có cả một lớp ốp bên đây của làng rèn Sakai. Thép kháng rỉ rất là cao, đường hamon lượn sóng rất là đẹp. Chiều dài lưỡi là 16.7, bản rộng là 4.4, độ dày sắt cán cái này 3 ly rưỡi, về mũi là còn 2 ly. Giá bán là 380.000 đồng. Cái Usuba này rất đáng để các bạn sưu tầm. Chỉ dùng để thái, tuyệt đối không dùng chặt, không thái như vật cứng. Một số bạn hỏi những cây dao mua giá trị cao hơn dao Việt mà về
cái công năng hạn chế. Thì thực tế là dao của người Nhật họ làm như vậy, họ thiết kế như vậy. Các bạn dùng quá cái công năng của nó là nó sẽ không có độ an toàn. 23-43 là một cây Santoku của thương hiệu Hirotomo, con ngựa hình chữ A. Lõi cái này thì đẹp tuyệt vời. Hirotomo một cái thương hiệu cao cấp. Lõi độ kháng rỉ rất là cao. Cái này hình như là lõi không rỉ. Nguyên trạng khi ở bãi về với mình là như vậy. Có thể là sử dụng VG10. Thường là Hirotomo sử dụng thép dây xanh, trắng. Khâu là kim loại thép không rỉ. Chiều dài lưỡi là 18.3. Bản rộng sắt cán là 4.4. Độ dày đều. Độ dày cái này là 2 ly. Giá bán là 500.000 đồng. Phần cán có chữ Hirotomo. Có những cây dao thì gần như là xài lướt. Thì cơ bản là người Nhật cũng như không phải người nào cũng biết mài. Mặc dù những cây dao của họ rất là giá trị, họ dùng xong cái nước sắc ban đầu của nhà sản xuất, sau đó không biết mài thì những cây dao có thể trở thành những dao bãi. Cho nên là một số anh em sưu tầm dao, họ cũng sắm được những con dao rất là chất lượng, thậm chí có những con dao giá hàng chục triệu, cũng chỉ là hàng những hàng xài lướt. 23-40, một cây dao của Sakai Shito, biểu tượng là hoa mai, thép Nhật Bản. Cái này là thép nguyên khối, kháng rỉ rất là cao. Hiện trạng cây dao ở bãi như vậy, không có bị ăn rỉ sâu, đây là những vết ám rỉ bề mặt. Cây dao này nó là cái cán của nó được thiết kế, lớp ốp này gần như cái lớp ốp của cái dòng gỗ. Mình thấy lớp ốp rất là giống nhau, cực kỳ là chắc, không bị cong vênh. Cái này thì vừa thái và vừa chặt nhẹ được, chặt gà ok. Mình nghĩ là như vậy, mình chưa sử dụng. Thì nếu mà các bạn muốn an toàn hơn, về chuyên về chặt gà hay là chuyên chặt đồ quay, thì các bạn có thể tăng góc mài giữa đá và dao để lấy cái độ dày lưỡi hơn một chút so với lưỡi thiết kế ban đầu như này. Thì các bạn chặt sẽ rất an toàn. Còn hiện tại như vậy mình nghĩ là chặt được. Với kích thước cụ thể, chiều dài lưỡi là 21.8, bản rộng là 9.3. Nó dày từ trong này và mỏng dần về mũi này, với độ mỏng đều rất là nhẹ. Độ dày là 3 ly, về mũi cũng là 3 ly. Trong này nó dày hơn một chút. Giá bán là 1.700.000. Hai mươi ba 45 là một cây, cái này cũng dùng vừa thái và chặt được. Cái này là thép carbon có độ kháng rỉ của Langgen Seki. Cái thép mà họ sử dụng độ cứng rất là cao, các bạn có thể dùng chặt nhẹ được, vừa thái và chặt nhẹ. Cán gỗ hai chốt, cán còn rất là liền lạc. Phần kim loại ăn ra phía đằng sau này. Chiều dài lưỡi là 18.1. Bản rộng là 9.1. Độ dày sắt cán 3 ly. Về mũi là 2 ly rưỡi. Giá bán là 900.000 đồng. Chặt nhẹ. Kích thước cái này phù hợp với quy mô dùng gia đình. Phụ nữ dùng cái này thì sẽ phù hợp, kích thước nó không có bị nặng quá.
23-46 là một cây đề ba. Cái này tên của những cái dáng đề ba dày như này ta gọi có cái dáng là Miyoroshi. Mình quên cái tên nữa rồi. Đó là cái dáng của đề ba dày. Hai lớp thép, lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Cán gỗ khâu bằng sừng bát giác, kết nối giữa sừng và gỗ là kim loại. Chiều dài lưỡi là 21.1, bản rộng sát cán là 3.8, độ dày cái này là 6 ly, sát cán 6 ly, về mũi là còn 4 ly. Cực kỳ sắc bén. Giá bán là 500.000 đồng. Hai mươi ba gạch 47, một cây Takohiki, hai lớp thép, dùng cho tay phải. Video hôm nay không có cây nào dùng cho tay trái cả. Cán gỗ khâu bằng kim loại thép không gỉ. Lõi dao rất là đẹp, hàm mòn lượn sóng cực kỳ đẹp. Và chữ khắc thủ công. Chiều dài lưỡi là 20.3. Bản rộng là 2.2. Độ dày sắt cán cây này là 3 ly, về mũi là còn 2 ly. Lõi rất đẹp, rất đắn để các bạn sưu tầm những cây dao của Nhật. Giá bán là 200.000 đồng. Hai mươi ba gạch 48 là một cây sashimi. Lưỡi dao được dùng cho tay phải. Bề mặt dao kháng gỉ tốt. Đây đã bị ăn một vết đầu kim tại ngay vị trí lưỡi này. Còn cơ bản thì không có chỗ nào. Cái này là cán gỗ không sừng. Cái cán của nó hiện trạng rất là xấu. Tuy nhiên thì các bạn nào thích sưu tầm cái này, các bạn có thể để nguyên như vậy sử dụng, hoặc là có thể thay bằng cán khác. Khâu sừng thì thường được sử dụng ở những cây dao có chất lượng cao. Chiều dài lưỡi là 22.2, bản rộng là 2.8, độ dày sát cán 4 ly, về mũi là còn 2 ly rưỡi. Mình bán là 200.000 đồng. Các bạn có thể về chế cháo hoặc là để nguyên như vậy. Mỗi cái điểm trừ duy nhất là cái cán của nó. 23-49, một cây Santoku, 3 lớp thép, lõi thép kháng gỉ, carbon kháng gỉ, ốp không gỉ, chữ khắc rất là rõ nét. Cán gỗ còn rất liền lạc. Một cái dòng gỗ cao cấp làm cán này. Chiều dài lưỡi là 15.9, bản rộng là 3.9, và độ dày 2 ly. Giá bán là 230.000 đồng. Đây là cái vết là mình bị ám gì sau khi mà mình bảo quản không tốt. Còn độ sắc bén của nó thì tuyệt vời, cực kỳ sắc ngọt. Cầm rất là cứng cáp.
Và cuối cùng của video ngày hôm nay là 23-50, một cái dao đề ba thép carbon nguyên khối và lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải, cực kỳ cứng cáp, chữ khắc rất là rõ nét của làng rèn Sakai. Giá bán là 200.000 đồng, kích thước là chiều dài lưỡi là 16.7, bản rộng là 4.4, độ dày đều, độ dày là 3 ly. Cái này dùng thái và lóc thì rất là ok. $200.000. Mình xin kết thúc video ở đây. Các bạn quan tâm mã sản phẩm nào thì nhắn tin qua điện thoại, tin hoặc là số điện thoại hoặc là Zalo số 0989 068323. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.